Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bữa nay thì Ngân làm cái món khô gà lá chanh với Su, nó rất là thích ăn luôn. Hồi sẵn Ngân cũng làm mà Ngân quay lại cho cô chú anh chị mình xem cho vui ha. Yeah, bé Su nói yeah. Vì mình thích luộc gà mà mình luộc nước ít cũng được, luộc nước nhiều gì cũng được hết. Tại vì do là Ngân lấy lại cái nước luộc gà để nấu canh súp cho bé Su ăn. Đây thì mình có gà nào thì mình làm bằng gà nấy. Ở đây thì sẵn Ngân có con gà hôm bữa Ngân mua đó, thì sẵn thôi, bé Su nó thích thì Ngân làm luôn. Giờ sử dụng gà nào cũng được, gà ta gà gì cũng được. Giờ gà nước nó sôi rồi mình cho gà vô luộc. Giờ thì Ngân sẽ đi qua nhà hàng xóm, Ngân xin ít lá chanh. Nhà bà Út cái bên của nhà Ngân đó mọi người. Ý à, bên mắt Út có lá chanh không? Con xin ít lá chanh đi. Lá chanh. Chanh hả? Dạ. Nghĩa cái chanh. Dạ, không, con xin lá hả? Lá hả? Dạ. Đây. Dạ, cái lá chanh quá trời. Chanh quá trời trái luôn. Lá thôi. Trái hay nhỏ, còn non. Xin lá, dễ lá. Lá nó vàng hết trơn ta. Ây da, gai đâm. Cái chanh này chắc cũng lâu rồi hả bố ha, nành thấy nó cỏi, lá nó vàng hết trơn trời ơi, hiền chi gai đâm bứt luôn cái nhánh, bởi vì gai nó đâm nè, cái gai chanh nè. Quá. Thôi đi về cả nhà, như đầy đủ. Cảm ơn bác ơi. À, có mấy con chim, hai con chim. Hai con chim đang đá nhau nè. Thôi đi về. Cái lồng chim ở dưới cây khế. Mát quá ha. Giờ cũng trưa rồi, lê quay nãy giờ, bây giờ mới xong. Cái gà này nè Ngân cũng mới luộc hồi nãy đó. Bây giờ Ngân cũng đã xé ra luôn rồi nè. Giờ mình đem mình ướp thôi. Trắng bóc. Mình thích sợi nhỏ thì mình xé nhỏ, mình thích to thì mình xé sợi to. Nhơi mặt tôi. Nhìn coi, không biết ai. Cái gì vậy con? Ngon quá à. Không ngon gì đâu, còn hơn ai cho mình ăn phở, ăn một tiếng. Giờ Ngân làm nước sốt để mình ướp gà ha. Thì ở trong đây là nửa muỗng muỗng canh nước mắm. Rồi Ngân sẽ để vô thêm là nửa muỗng canh nước tương. Rồi, nửa muỗng canh tương ớt. Dầu màu đều. Sa tế. Mình thích ăn cay hay là ăn không cay hay như thế nào thì mình gia giảm nha, ăn để 2 muỗng. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Xíu hạt nêm. Khoảng nửa muỗng. Một muỗng cà phê ngũ vị hương.
chút xíu bột nghệ thôi. Nếu mình có bột cà ri mình để bột cà ri cũng được. Ngân để vô đây một muỗng đường nè, quậy lên. Ở đây Ngân cũng có chuẩn bị ít tỏi nè, tỏi mình cắt mỏng ra vậy. Rồi ớt mình để nguyên trái, nếu mình thích cay hơn thì mình băm, mình không băm thì mình cắt ra như vậy. Thích cay nhiều thì mình băm ra, còn thích cay mà vừa thì mình cắt ra như vậy nè. Đây mấy cái lá chanh là mới rửa vô hồi nãy mà Ngân xin mình bắt út quá. Bây giờ mình ướp cái gà này luôn ha. Ngân sẽ để hết cái phần tỏi xả này vô nè, ớt mình bỏ để vô một lục luôn, rồi mình chan cái nước sốt lên. Chan đều lên. Cho mình khi mình quậy nước sốt thì mình nhớ nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị của mình nha. Mình chan từ từ như vậy nè. Mình trộn từ từ cho nó đều. Mình để lá chanh vô. Rồi mình ướp xong rồi để vô chảo mình rang. Thêm cái mùi ngũ vị hương. Cái này mà có bột cà ri nữa sẽ ngon hơn. Hồi sáng là do là Ngân quên mua ở cả nhà. Cái mùi khô gà lá chanh mà có cái mùi bột cà ri á. Thơm. Ngân rang nó cũng hơi ráo ráo rồi nè. Rút cái nước ướp vô cái miếng gà của mình nè. Mình cứ tiếp tục mình rang. Rang lửa riu riu. Rang đến khi nào mình thấy nó vừa ăn thì thôi ha. Nhưng mình thích ăn giòn hay là mình thích ăn nó khô hay là mình thích ăn nó mềm dẻo dẻo gì đó thì mình lấy ra sớm hay là trễ một xíu vậy đó. Thì cái gia vị nêm nếm hồi nãy đó Ngân để vô hết luôn, và cái phần lá chanh Ngân để vô hết luôn. Thì Ngân ăn thử thì Ngân thấy cái vị rất là vừa ăn. Rồi như vậy thì Ngân cũng sẽ tắt bếp luôn. Bé Xuân nó ăn với cơm á, cho nên là Ngân không có làm cho nó khô hơn nữa. Ngân làm cái độ nó vừa vừa như này. Nếu mà mình thích khô nữa thì mình để thêm nữa ha. Cái con gà Ngân làm xong rồi nè. Bây giờ Ngân sẽ để cho bé Xu nó ăn. Rồi con ăn đi. Con mời ông bà cô chú ăn khô gà với con đi. Mời ông bà cô chú ăn khô gà với con. Bé Xu sẽ ăn khô gà với lại cơm. Bé Xu rất là thích ăn khô gà với cơm luôn mọi người ơi. Để mẹ ăn thử nha. Không có thấy cay không? Có thấy cay không? Nãy á. Không quên nữa. Cái ớt này nè. Nãy mình cắt đôi ra vậy bỏ hộp. Lấy chừng vài trái vậy thôi. Mình để sa tế xíu từng ớt cũng không có cay bao nhiêu hết cả nhà ơi. Còn mấy cái trái này con để nguyên vậy nè. Trang trí cho nó đẹp, cho nó có đỏ đỏ những cái màu sắc cho đẹp thôi. Còn lá chanh hồi nãy con để hết vô đây luôn. Mà lá chanh không có đắng, nó thơm. Xả cũng thơm nữa. Mà lá chanh mà mình rang mình làm cái khô gà này nè là nó không đắng nha, nhưng mà nếu mình hấp là mình phải để ý. Tại vì có lần cái Ngân coi mạng, Ngân thấy người ta hấp gà lá chanh á, mà người ta bỏ cho một đống lá chanh vô. Ngân về Ngân cũng bắt chước Ngân làm, bỏ lá chanh vô y chang vậy luôn. Thấy người ta ăn thấy thèm, nó nói trời ơi ngon quá, mình cũng bắt chước mình làm. Ai ngờ mình về mình hấp, bỏ một đống lá chanh vô y chang vậy đó. Rồi nhét xả nhét gì vô bụng lum la, cái xong hồi ăn đắng ngát con gà luôn, ăn không nổi luôn. Bởi vậy cho nên là mình làm cái khô gà này mình không có sợ nó không có đắng, tại vì mình rang nó khô cái lá chanh rồi. Nhưng mà mình nấu á nha, mình hấp á là mình để ý, mình để vừa phải thôi. Chứ nếu mà để trường hợp mình để giống như cái khô gà, làm khô gà vậy là đắng lắm đó. Nó ra cái tinh dầu, nấu nước nó ra tinh dầu đắng lắm. Rang vậy đâu bị đắng hả con ha. Nó xô ăn rất là ngon. Mặn mặn ngọt ngọt, cay cay nhẹ. Nếu mình thích cay nhiều thì mình bầm ớt cho nó nhiều, cái nhuyễn cái nhiều vô. Mình để vô đây mình rang chung. Còn không mình rang ớt bột rồi đó. Mình để vô cho nó cay xè luôn. Cay xéo luôn. Chu rất là thích ăn ăn khô gà với cơm vậy thôi, giống như là ăn chà bông vậy đó. Bé Xu cũng thích ăn chà bông nữa, chà bông heo á, con làm hoài à. Khô gà rồi chà bông heo ăn cơm. Trời. Mình để ăn hết mình để trong ngăn mát á. Lúc nào mình bận rộn hay gì mình không có kịp làm đồ ăn á thì mình nấu nồi cơm lên vậy cho bé Xu ăn.
Nhưng mà ở nhà con mình thích ăn mấy món này mình làm sẵn mình để trong ngăn mát. Đến khi nào cần mình lấy ra ăn. Nhậu, trời ơi, làm mồi nhậu, uống bia, nhắm rượu. Mấy cái này mà nhậu là khỏi chê luôn. Bắt mồi lắm. Ăn mặn mặn, ngọt mặn, ngọt ngọt, khát nước. Khát nước xong uống bia vô cho nó đã. Đúng rồi, bia đắng đúng không? Bia đắng, bia đâu đắng đâu, bia ngọt mà. Mình nở cố nữa rồi, uống ngậm thấy đắng. Ừ, thấy đắng hả? Ngọt, ngọt lắm. À. Nó xô nó ăn nó làm mềm mềm mà sợ nó kiểu nó nhai nít mà cho nên là con làm vậy chứ còn mình làm nó khô khô vậy nè ăn nó thơm thơm giống cảm giác như là mình ăn khô bò á ngon nó có chú anh chị mình ăn mình làm người lớn mình ăn á làm khô khô vậy nè ăn nó ráo ráo như y chang khô bò thêm vị cay nữa dạ. Ừ. Nếu mà người lớn ăn thì ngon có người tặng ba khô bò ăn ừ. Ngon ngon lắm y chang khô bò có xả nữa mùi vị hương nữa rồi vậy thôi bây giờ rồi thôi Ngân cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha thì để cho bé Xu nó ăn tiếp vậy này cũng làm đơn giản vậy thôi khô gà vậy thôi Ngân có làm gì hết trơn á rồi vậy thôi Ngân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết video của Ngân nha rồi đăng ký nè like và chia sẻ để cho kênh của Ngân được phát triển nhiều hơn nữa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều bye Chu ăn cái thèm thiệt chứ ngon tiếp theo có hết video là mẹ vẫn không quên ăn một miếng khô gà trước khi video mẹ cũng không quên ăn miếng khô gà nhưng mà ngon quá cây ít ngon cây nhiều cũng ngon ở với mẹ là cây nhiều mới ngon nhưng mà có với con thì cây nhiều được rồi ăn gật đầu gật gà rùa bé Xu ăn cây cũng có tầm á